khu phố này là khu phố văn hóa, mỗi gia đình là một gia đình văn hóa. Sao tụi bay thấy sao? Chú, chỗ này con thấy ok, nhưng mà còn chỗ khác không chú? Còn cái hôm tay ở phía sau. Ủa, hôm tay là gì chú? Là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, tụi bay chỉ vô ở thôi, không cần phải mang theo gì hết. Mắc không chú? Giá cả hợp lý, có hồ bơi, có công viên, có ghế đá, thích hợp với những gì. Nhưng mà phải rẻ nha, tại vì tụi con là tiết kiệm để khởi nghiệp á. Yên tâm, giá cả hợp lý, thích hợp những ý tưởng sáng tạo cho người trẻ chứ tụi bay. Đó, view bờ sông, bốn mặt tiền, đầy đủ tiện nghi hết, vô là ở thôi, khởi nghiệp là phải như vậy. Được không? Ổn không? Vô coi trước đi tính sao? Ở cái nhà này có khác gì nhà dưới quê đâu trời. Mày, sao mày cứ... Thôi, còn tiền đâu ở chỗ khác. Mày làm gì? Gì trời? Chú á. Chú mất tiêu rồi. Chú mất tiêu rồi. Chú đâu? Chị! Chú! Alo! Cái gì? Hôm tay hả? Cho thuê rồi. Tao biểu gọi sớm không chịu gọi. Thôi ha, dịp sau đi nha. Chú! Gì? Ở chỗ có cô gái rồi cái bàn thờ gì màu đỏ ghê vậy? Cô gái nhỏ đó thất tình có gì đâu. Còn hình ảnh đó của mấy cô chú á ở cái phòng đó nhưng mà ra đi rồi. Thôi. Yên tâm đi, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Sao? Thôi thôi thôi. Quyết định lẻ đi, chú còn về nấu cơm với vợ nữa. Tụi con không thuê đâu. Nhanh lên. Dạ tụi con thuê. À vậy hả? Thôi được rồi. Vậy là gom hình ba đứa đi. Để mai chú đem lên chùa. Ý lộn, đem lên phường đăng ký tạm trú. Ơi, tôi đang về nè bà ơi. Chứ mày muốn gì nữa? Không thuê chỗ này không còn chỗ nào rẻ hơn đâu. Phải tiết kiệm chứ mày. Ê, nhỏ kia, tao thấy mày rồi nha. Mày đứng lại coi, ê, ê, ê. Đứng lại, à, mẹ mày sáng giờ tao chưa ăn gì hết. Đứng lại coi. Ồ, sớm văn quá dữ.